Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ có một cái trò chơi nhỏ cho cái tem trẻ trâu này với lại bốn cái thành viên đội mình. Đây là bạn Nguyên. Nguyên, còn đây là Bủ, còn đây là Đạt. Tài. Còn bên đây là chuyên dịch khổ nói bạn ham ăn Kubo Mr. Boy các bạn. Giờ tem mình nào, bây giờ sẽ là chơi tạt lon mà có thưởng nha các bạn. Đây, tôi các bạn đây từ ở mức đằng xa từ đây nè. Đó, chọi tới đó, trúng cái lon nào trên đó có chảnh có là 6 cái lon. Có 6 cái lon. Lon trong nào lọ chọi trúng cái lon nào có nước á, là người đó là sẽ bị ăn một lát chanh nha các bạn. Còn mà ai chọi trúng cái lon màu vàng thì tiền là sẽ được 5.000. Còn lon nào ở đây mà có đứt á, trong đây á thì á được 2.000 nha các bạn. Đây, những lát chanh đây, những thanh niên. Tại đây có thử là phải có phạt chứ đúng không? Bây giờ là mình có người có 5 lượt nha, thay vòng nha. Là làm liền nha. Ai mà trúng cái gì là người đó tạt trước nha. Rồi bắt đầu các bạn, bây giờ sẽ bắt đầu nha. Đây là tới Cuba sẽ chọi trước nha các bạn. Đây. Rồi mấy bạn, lâu này trong đây có đứt mấy bạn ơi. Bây giờ chưa nha. Để mình giao là có đứt là được nhiêu? 2.000. Một lát nha, nhớ nha, 2.000. Đổi vị trí đó bạn, để mấy thanh niên chịu rơi lắm. Tiếp tục, thanh niên của được 2.000. Rồi, thanh niên này mất lượt rồi. Đây thanh niên bít tao bổ. Ây cha, nó cỡ chúng lon đứt cái vậy. Chết tôi rồi các bạn, lỗ vốn rồi. Mất 4.000 rồi. Tới thanh niên nào đây. Ôi thanh niên chọi hụt rồi. Thanh niên lớn tuổi nhất mà đã chọi hụt rồi các bạn. Đây, tới thanh niên là đây. Lần 2 này lượt 2 nha. Thanh niên hụt. Đáng lý thì tôi phải giao kèo hụt là phải ăn chanh mới đúng chứ. Trời ơi. Vì mình tăng độ khó nha các bạn. Bây giờ mà ai chưa chọi qua mức này nè. Nha. Ai chưa chọi qua cái mức ngang này nè. Là miếng chanh nha. Chanh mày. Ok. Rồi, thanh niên nào đây, thanh niên nào đây. Rồi, một thanh niên hên quá, chọi trúng cái đó mà nằm ở chết bạn ơi. Không, nó tiêu đời rồi. Gì vậy, hụt không vậy. Tới thanh niên nào, lượt vòng thứ ba nha. Ôi, chết tôi rồi. Lon xì tin với lại một lon nước bạn ơi. Này ngon nào bạn, đây lon nước với lon xì tin nha. Ăn miếng chanh thôi lấy. Lon lon này lon bột cụm, có mốt là sẽ được 5.000. Từ từ, lon này lon nước mà sẽ bị phạt. Giờ từ, tôi sẽ lấy chanh bỏ vô lại. Đây, chanh đây. Đây, chanh đây. Xin mời. Ăn là hết nha. Bóc đại không có lựa. Chấm muối không? Cái mày ăn mà. Ăn cắn bỏ họng nhai luôn. Giờ, nhai luôn làm gì vậy? Vừa cái sao. Xong rồi. Được nhiêu rồi, được 7.000 rồi đúng không? 7.000 đánh đổi có một miếng chanh thường chứ nhiêu. Còn nữa nè, ăn cho hết chứ mọi người mà. Ăn miếng chó rồi mà nói. Sao hết chua rồi không? Hết chua rồi. Cái lý này tôi phải cho thêm
me vô cái nữa. Trời ơi. Rồi ok, tới lượt ai rồi? Sao một người? Lẹ lên, trời mưa rồi nha. Tới ai đây? Tài phải không? Tài tới hình thứ hai. Ôi, trời tới tôi luôn các bạn ơi. Ê, để tôi để út xéo. Tới đàn cô Vũ đây là cái là người là chuyên gia tạc lon luôn, hay lắm các bạn. Và bây giờ thử thách mình nãy giờ chưa được gì hết, chưa được đồng nào. Được 2.000 rồi hả? Vậy hả? Trời ơi, trọng tài lỗ rồi. Ôi, trời ơi. Đây đây, tới thanh niên Mr. Nguyên. Ôi, nó trời chúng cái gì vậy? Trời chúng con nước. Ơi, có nước có này luôn nè nha các bạn. Có nước có cái này luôn. Đây. Tới thanh niên ăn miếng canh này. Được 5.000. Đâu chanh này, mời chanh. Chanh đây. Chanh đây. Sao cảm giác đã không? 5.000 đánh đổi với miếng chanh. Cô đây. Xong rồi, xong rồi. Cảm giác nào, cảm giác nào, cảm giác sao? Cô này. Muốn đá em quần luôn rồi các bạn. Xong rồi. Hết chưa, hết miếng chanh chưa? Rồi. Ăn luôn mới được chứ. Bẻ cái vỏ ra. Ăn luôn cái canh chứ, chừa cái vỏ ngoài thôi. Trời ơi, ăn, ê ăn tôi luôn mấy bạn ơi. Có chơi phải có mẹ chứ. Cái miếng này là lét bỏ nè. Không có tính. Rồi, tới ai, tới lượt ai, tới lượt ai? Tới lượt anh chàng Mr. Bon. Này thấy cũng gần cũng xa mấy bạn. Thấy nữa làm ghê không? Rồi, trời ơi vậy. Lụm 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 nó lên, lụm nó lên, lụm nó lên coi có gì chồng. Nước hả? À, nước thì sẽ thêm miếng chanh nữa. Thanh niên này hay quá. Rồi, miếng chanh nữa. Xong thanh niên này rồi. Mày thấy nó ăn không? Bụng nó hại luôn rồi. Nó miếu máu hả? lẹ lên còn người khác nữa. Ăn luôn. Nãy giờ mới có 3 miếng canh à. Nếu mà mười mấy miếng luôn mấy bạn. Con ăn chua nào muốn hết chiếc chanh đi. Con ăn chua chiên da luôn. Ở nhà buồn buồn ăn chanh. Chung chưa? Chung chưa? Coi. Đi. Nó được 12.000 các bạn. Dép nè, dép nè. Nhớ nha, ai ăn trúng được gì nhớ nha. Bộ được 2.000, Nguy được 5.000, Gubo là được người cao nhất, được 12.000. Ôi, thanh niên này trợ dảo quá bạn ơi. Trời Vũ ơi. Bắt công văn ghi lỗi nữa, xích quà đi. Vô tạc đi. Chúng điện thoại, chúng điện thoại là bị phạt nha. Ủa sao ăn quá à? Để lên. Lon nước rồi, lon thành viên này thấy chúng lon nước rồi mấy bạn. Xong rồi. Tao tặng Hoàng Vũ đây. Đây người em mình với Cần Thơ bạn. Tôi cũng giới thiệu các bạn rồi, hửi cái gì mà hửi chanh mà. Chưa ăn mà. Nhăn mặt rồi. Ủa sao tao ăn vậy? Thích. Để lên. Ngước mặt lên sao, cảm giác sao? Bình thường. Trời ơi, chết cha rồi. Anh em đang cảm giác bình thường. Xong rồi, xong rồi. Ăn uống vợ. Trời dép rồi. Dép đâu rồi? Dép kìa. Dép dưới rồi. Lẹ lên, lẹ lên. Mấy lượt rồi, mấy lượt rồi? 4 lượt. Mấy lượt rồi? 4 lượt hả? Lượt lượt thứ mấy? Lượt thứ tư. Hai lượt thứ tư. Mấy thanh niên trong 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 nhóm này, trong team cho châu này có một thanh niên là ăn chanh được mấy bạn ơi. Hắn đổi gì chứ?
Mấy này nó ham, nó bậy, nó ham cho lấy 5 ngàn hơn là 2 ngàn các bạn. Chết cha. Anh Niên là được 2 ngàn rồi các bạn. Đây 7 ngàn rồi. 2 ngàn nữa sẽ được 7 ngàn nha. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết lượt luôn hả? Sao còn tranh nhiều vậy? Giờ mình chọi thêm 3 lượt nữa đi. Ok. Giờ mình sẽ chọi thêm 3 lượt nữa nha các bạn. Đây. Bao lâu mà mình chơi, chơi lớn từ nhỏ chứ. Giờ hè rồi mình phải kiếm chơi gì đó cho nó chơi. Trời ơi. Cùi mất 1 lượt. Rồi, trúng lông nước rồi. 5 lon mà anh Niên chọi trúng lông nước bạn ơi. Rồi, xong phim rồi đó. Trời, thấy tụi nó ăn mà phim gì bình thường bạn, không có gì hết trơn. Chỉ có Thanh Nhạc Nguyên là thấy à. Trời ơi, ăn ngon lành luôn bạn ơi. Anh hai thử không? Không. Thấy là chua lắm rồi. Chết rồi, tụi bà trò này như chắc lộn mà bạn, lộn kèo rồi. Ăn chạch nữa mình cầm. Đúng chưa? Rồi, tới lượt ai? Tới lượt ai? Còn đâu? Đây, bốn thanh niên bàn tán âm mưu các bạn, bốn thanh niên đang âm mưu. Âm mưu về đây, âm mưu về đây. Ây da! Chọi vô camera luôn các bạn ơi. Ăn phải có camera chứng kiến mới được nha. Để cho hỏng liền, xé xé gì, cắn một cái là nó hết đồ chua cái gì. Cảm giác sao? Cảm giác sao? Hết chua luôn hả? Ấy chết cha rồi, nó muốn bí hai nó hết chua luôn rồi các bạn. Không ổn rồi. Sao đợi vô bủ nè, đây đây. Long bò cụm đây nè, đây long bò cụm đây. Trời ơi, muốn lấy long bò cụm đâu có dễ. Em ném được 2 lần. Cái giá của nó phải trả chứ, không phải dễ lấy long bò cụm đâu. Trời. À, anh Nguyên nhăn hả? Anh Nguyên thấy không nhăn lấy bủ nhăn rồi đó. Con bò thèm lắm hả Mr. Bo? Chẳng biết. Đây. Đây các bạn nha, video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Cái thanh niên này nãy là cô Ba được bao nhiêu nè? Cô Ba được mấy ngàn? 12 ngàn. Còn Bổ được bao nhiêu tiền? 7 ngàn. Còn Tài được nhiêu? 0 ngàn. Còn Nguyên là được bao nhiêu? 0 ngàn. 9 ngàn. 12 ngàn. Đây video mình kết thúc nha các bạn. Có trò chơi nhỏ nhỏ, xong cái video này mình sẽ kiếm cái trò chơi gì khác cho tụi nó chơi. Nó ăn tiền tôi, cái này nó hăng hái lắm, nó ăn tiền tôi nó vui lắm. Đây đây, vui lắm. Có thanh niên là nó buồn thôi, không có tiền. Thanh niên sao nó ngầu lắm. Đây, nhất là thanh niên này hay lắm, để nó đi. Bye bye các bạn, nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha các bạn. Bây giờ sẽ có 3 người, sẽ có 1 người đại diện để nhận tiền hồi nãy nha các bạn. Đây, nãy thiếu bạn này là bao nhiêu? 7 ngàn. 12 ngàn. 7, 12 là 19 ngàn. Đây là nhiêu? 9 ngàn. 9 ngàn, đó là 28 ngàn. Bây giờ tôi sẽ đưa 28 ngàn, thối lại 22 ngàn. Có tiền lẻ không? Thối 20 của em ơi. Ai có tiền, không có là bỏ túi nha. Để lên, để lên. Còn thanh niên là không được đồng nào luôn các bạn. Thanh niên này cùi lắm quá. Quá dễ luôn. Thôi tiền của em hết rồi. Đâu?
Em 2.000 đủ rồi. Em 18.000 đây, 50.000. Chia ra nha. Sợ có ai không biết nha. Tiền của em mà. Thì lấy bò lấy 22 với lợ. Nói tiền. Lấy lại. Rồi mình kết thúc mấy bạn ơi.